Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là nhật ký ngày thứ 3, khóa học thứ 7. Diễn biến vẫn đang ở cái mức non nền, rất chậm chạp. Thời tiết hơi nóng bức luôn, anh em vừa làm vừa nghỉ, vừa thở. Nhìn cô bé này ngồi ngay gần quạt và ướt hết tóc này, biết sao. Em làm sao? À. Gọi em là sáng à? Em thấy ngày mai ngồi sai mà. Hình như hôm nay em mới lên sóng sao nhỉ? Phải không? Đúng rồi. Phải phỏng vấn với đài với Thuật Việt cái nhỉ? Ôi gì? Học đến buổi thứ 3 rồi bây giờ mới khán giả của kênh bây giờ mới gặp mặt, quay đây xem nào. Quay ra đi. Khẩn trương. Quay. Cho xem tí. 2 3. Cho xem tí. Quay ra đây cho bố mẹ ở quê nhìn thấy thì yên tâm nào. Khẩn trương. Quay nào. Chào chào bố mẹ đi, xong chào khán giả. Chào bố mẹ trước chứ. Chào lại bạn. Chưa xem à? Sao bỏ cả nhà em xem? Ủa sáng mai em xem thì chào từ bây giờ có gì nữa. Chào mọi người, thì em tên là gì? Chưa lên TV bao giờ? Chưa. Quê thế. Tự tin lên em ơi. Em giới thiệu qua một tí với khán giả thế nào? Quay sang đây. Khẩn trương. Không giới thiệu luôn. Ô, chết rồi. Giới thiệu. À, xấu hổ quá, bình thường là em không sợ ai gì. Vừa xong trước khi quay ấy, trước khi lên sóng thì bảo là em uống tí bia rồi em phá lớp bây giờ. Thế bây giờ bảo lên sóng thì xấu hổ là thế nào. Hết bia rồi. Hết bia rồi, hết máu rồi. Bây giờ học ngay quả ba nét nhá. Bản quyền đấy. Trả tiền bản quyền chưa? Treo. Treo như thế là chỉ có mỗi anh thôi chứ làm gì có ai treo nữa. Anh đã bôi cái kia rồi đúng không? Bôi cái chỗ kia rồi nhưng mà chưa được, phải lần nữa là mới được. Vâng. Mấy cái anh bôi anh đừng để hở cái đoạn các cái đoạn giáp danh. Không, cái đoạn giáp danh của cái quả núi với nhau ấy. Đấy nó còn hở trắng ấy. Đấy đấy cái khe trắng ấy thì một là anh nan trắng nó nan hẳn ra thì để cho nó có độ chuyển sáng ra, không thì nấp hết đi. Đừng để hở trắng như thế. Bây giờ cái này là phải có độ chuyển mà. Chuyển đều đi. Ngay từ lúc còn ướt, từ lúc mình vừa mới quét xong từ trên dưới thì mình xoa lên luôn. Thì nó êm. Minh ơi, chào khán giả đi, cháu. Chào bố mẹ chưa? Thật đấy, đấy, xấu hổ rồi. Cứ bảo chào bố mẹ là xấu hổ nhá. Chào đi em ơi. Thôi anh ơi. Thôi anh ơi. Đây là cháu Nguyễn Văn Minh. 14 tuổi ở Hưng Yên, bố đưa đến này. Tận nơi xong bố về rồi. Đánh tăng cường, đứa cậu này đánh tăng cường. Vẽ rất là khéo ấy, mọi người nhìn cái nền trời vẽ rất êm. Học cũng khá nhanh đấy. 5 năm nữa thì các ông, các chú, các bác đây không phải đối thủ đâu. Muối. Muối đấy. Làm rồi làm chứ, thì không thể làm nọ được. Đây là chú Minh Hoàng ở Bình Dương. Rồi, xin chào mọi người nhá. Sinh năm 63. Chú vì cái niềm đam mê quá mà chú phải nói dối cả cô trốn ra đây. Trốn vào cái gì? À chú vừa mới nháy, chú bảo đừng có nói to. Nói nhỏ thôi. Nói nhỏ thôi, chỉ ngày mai chỉ có tầm hơn 1.000 người theo dõi. Trong ngày mai. Đấy.
vì yêu nghệ thuật quá là phải ra học bằng được một khóa. Khóa này thì có hai người ở trong Sài Gòn, chú với một em nữa, còn một em ở trong Gia Lai. Lát nữa sẽ vào quay em Gia Lai. Vừa mới ra sáng nay. Đây, đây là Mạc Văn Ba, anh Thiết ở Thái Nguyên thì có thể liên hệ với em Ba ở Đại Từ. Anh em liên hệ với nhau nhá. Nếu anh Thiết có theo dõi video này. Mà em vào nhóm em đăng một cái tin anh ấy xem mà. Quên vào quay em ở Gia Lai đã. Hôm nay mới đến. Đây, em ở trong Gia Lai ra bây giờ một mình một phòng. Chào mọi người. Đinh Xuân Tư, Gia Lai, sinh năm 92. Đấy, nhìn cái mái tóc của em nữa, cả cái khuyên tai là mọi người biết là em dân tộc gì rồi đấy. Dân tộc Cà Mau. Tưởng là Gia Lai. Nói đúng. Ồ, thế tất cả đây là núi giữa à? Không, cái này, đây là núi giữa đúng không? Núi giữa em phải thêm cái xanh này, cộng thêm cái xanh này với cái xanh này, 50-50. Thôi cứ đấy, không cộng phải không? Cộng vào, nó mới lạnh xuống thì nó mới có cái độ trung gian được. Nói đùa vui chứ em không phải là người ở trong vùng đấy, là gốc ở đấy, mà người gốc ở quê. Em quê ở ngoài Bắc nhỉ? Ninh Bình. Ờ đấy, quê gốc ngoài Ninh Bình, bố mẹ vào đấy lâu rồi, lập nghiệp trong đó. Thế nên vừa mới ra sáng nay. À đâu? Từ hôm qua rồi nhỉ? Rồi, đúng rồi, không nhớ nhầm. Hôm nay không có gì thay đổi, ngày mai gì thay đổi thì hai bạn sẽ đến này. Anh hãng không được. Tích cực. Khả năng mai em sẽ có bạn trong đấy đấy, ngồi trong đấy sẽ có hai người. Ra qua Nhật ký em ơi. Đây là anh Lực ở Linh Bình. Bạn nào có ham mê, cũng muốn chinh phục những cái lòng hoàng hôn cuộc đời thì hãy vô đây. Cái này lòng hoàng hôn cuộc đời hả? À, mà muốn chinh phục nó thì hãy vô. Hãy vô và thử sức. Nhà vô. Có một số anh em thì nhà ở gần đây thì... Ơi, chạy đâu đấy? Đứng lại. Chia. Yeah. Một số anh em ở gần đây, có người nhà gần đây thì đi về rồi. Thời điểm quay nhật ký là cũng tương đối là muộn, cũng phải tầm 11 giờ kém rồi nhỉ mọi người. Có đến 11 giờ kém không? Mới hơn 10 giờ. Mới 10 giờ. À, thế thì 10 giờ 10, không để ý lắm. Đây này, em Huỳnh ở Sơn La. Sơn La. Sinh năm 94, hình như là học viên Sơn La đầu tiên. Hôm nay thì đến chiều nay mới bắt đầu chuyển sang bài Sơn Thủy. Đầu giờ chiều thì mọi người lót phát tình rồi chỉnh đi sửa lại, xóa lên xóa xuống. Mới được có từng nhiêu thôi. Em ơi, nót cái màu đen này nót đâu, nót kín hết đi. Nhìn cái nót của em mà như kiểu ghẻ ghẻ ấy, nhìn nó không kín. Cố gắng nót kín hết vào. Với cái núi tím mà nót như thế thì hơi đậm. Đấy, hôm qua thì cũng mọi người nhìn thấy em Trang rồi. Quyết định không chịu phỏng vấn. Vé rất khéo, cô giáo mầm non ở nhà đã đi vé tranh cũng khá nhiều rồi. Đấy, đấy cứ non thế thôi, thì lúc đẩy là phải đẩy thêm tí vàng tranh nữa.
Con này có hai cô giáo đứng gác cửa thế này thì nghe cũng căng đấy. Đi ra đi vào đều phải xin phép. Hai cô giáo vẽ khá đẹp. Đây anh em Hường về rồi. Đây là em Dương ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Em thì chơi mẫu khác, thích cái mẫu này thì em vẽ một mình một mẫu, một mình một buồng luôn, hai người hai buồng. Khả năng ngày mai xuất hiện hai nhân vật nữa, khả năng là sẽ vào hai buồng này, một trong hai buồng này mỗi buồng thêm người, nhưng mà sẽ hơi nắng, nếu mà con trai thì ngồi được, nhưng mà con gái thì chắc không chịu được, nắng nó hát vào. Mai khả năng anh thiết kế cái gì anh treo ngoài. Đấy, nó thế là được, cho nó êm êm cái chân này xuống, cái này em vuốt xuống. Xong rồi để lúc mình xoáy mây mình đè lên. Rồi, cứ cái này lót được kín hết, có như thế này là kín hết rồi đấy. Ờ, không còn chỗ nào nữa đâu. Xong rồi xoáy mây đi, xong rồi đấy xong bắt đầu đợi xe xem tí xong rồi xoáy mây. Xoáy mây như ở trong cái hình của anh đấy, cứ xoáy thử một vài chùm xem được không, anh có ý thêm. Như cái núi giữa của mọi người hình như nó không có cho xanh ra trời mà sao nhỉ? Nhìn thấy không có thấy màu xanh ra trời mấy? Của Nhất cũng không có này, của Dũng có không? Không thấy, của Cảnh cũng không thấy. Có không? Có đâu mà. Không có xanh ra trời. Đúng không? Ôi trời ơi. Không, cái núi giữa này, đấy, cái đấy có xanh ra trời chưa? Nhưng mà có đấy nhưng mà đã chấm vào đâu? Chưa. Những cái chỗ này là làm gì có đâu mà. Đây này, đây bây giờ mới có rồi. Có cái nhìn thấy ngay. Ừ, cái núi này núi gần thì màu đen. À cái đấy núi này thì anh tô nhầm đấy nha, núi là chính là phải màu đen đấy. Dạ. Bây giờ lỡ cái chỗ này nó hai cái nó bằng nhau, giờ muốn hạ cái này xuống thì bây giờ xóa cái này thì xóa khúc này thì mình lấy cái gì xóa luôn. Xóa thì là phải lấy trắng thôi chú ạ. Còn phải lấy trắng. Thì phải làm vài lớp nó mới hết. Cái thằng màu đậm là khó xóa lắm. Vâng, màu đậm khó xóa. Mỗi lúc mà sản xuất xác định mà nó mất cân đối quá thì chú xóa đi cũng được. Xóa thì nhưng mà hơi lâu, nhưng mà cái chú định xóa cái quả kia. À, thế thì phải xóa trắng nhiều lớp chứ ạ. Xóa trắng nhiều lớp xong bắt đầu mới trả lại được cái màu trắng mới màu hơi phơi phớt hồng. Nói chung là nhiều thì gọi là tầm 3 lớp thôi là được. Tôi xin chào tất cả mọi người. Mình xin kết thúc cái video nhật ký của ngày thứ 3. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.